Ồ, lên đó kìa, lên lên đó, lên hình xưa. Em chạy xe lấy cái vòng xoay ấy, cái xoay giùm anh, xoay xoay nhôm á. Đúng rồi đấy. Hello mọi người nha, xin chào Hưng Bùi. Hơi bị được. Chào bạn Giang Milano nha. Hello Giang Milano. Chào mọi người nha. Bật từ sáng giờ giờ mới lên live được mọi người. Mời cả nhà uống cà phê. Quán cà phê này ngon phết đấy. Chào em Hải Buôn Mê Thuật nha. Hello cả nhà. Hôm nay Thành bắt đầu lên live lại nha. Bước sang năm 2023 là bắt đầu mình sẽ lên live lại. Hoa Lan bác ạ. Hoa Lan Hưng Bùi ơi. Xin chào Hoàng Hôn. Chào Hải Buôn Mê Thuật. Nó phải có tí nắng nó mới đẹp. Đúng rồi, nó phải có tí nắng nó mới đẹp. Đố mọi người đặt tên được cái bông này là bông gì. Đẹp quá, xin chào Thanh Thùy. Em chào bác Thiếm nha. Bác Thiếm. Đây bác Thiếm ơi, đấy shop hoa nhà em đây. Đấy shop hoa nhà em kế bên nha. Lát nữa cho mọi người thấy shop hoa em vừa mới đầu tư vài tỷ luôn đấy. Bạch tuyết nở đẹp. Nở. Ok, xin chào Đặng Hùng, chào Thiếm Dương, chào Xuân Hồng, cà phê ngon không anh? Cà phê quá ngon luôn. Chào Hưng Bùi, chào Hoàng Hôn. Anh em nào mà đang ở Biên Hòa thì ghé đây mình mời cà phê nhá. Cà phê cực chất luôn, ngồi ngắm cây, ngắm cối. Quá đẹp luôn. Hôm nay bắt đầu, ngày hôm nay mình sẽ lên, kể từ ngày hôm nay mình sẽ lên, mình live stream lại. Bắt đầu kiếm một công việc mới để live stream lại. Mọi người nếu mà thấy là nhảy vào ủng hộ nhá. Xin chào bạn yêu Võ Phúc Trang nha. Chào Nguyễn Thọ. Hello mọi người. Quay trở lại tiếp tục chiến đấu thôi em mình. Dạ ok anh Thiếm Dương ơi. Bắt đầu từ hôm nay Lê Kim Thành sẽ lên live stream. Live stream lại. Vâng. Và có rất là nhiều những cái dòng sản phẩm mà Thành đã tìm được mấy lâu nay. Hứa hẹn là một số những cái dòng sản phẩm sẽ mang lại cho sự hứng khởi cho tất cả những anh em. Cảm ơn mọi người nha, xin chào. Xin chào Võ Phúc Trang. Hello Đặng Quang Hồng. Chào bác Đặng Quang Hồng nha. Chào Đoàn Văn Cường. Xin chào Minh Khiêm. Đây. Chỗ này bao phê bao nụ luôn, bao đẹp luôn. Đấy. Nụ như thế này chơi Tết thì ối rồi ôi luôn. Anh Hồng ghé lên vườn em nhá. Anh Hồng ghé lên vườn em để ngắm nhá. Hiện tại bây giờ nó có khoảng độ vài chục cây. Vài chục cây đang hoa như thế này này. Đấy, mọi người theo ạ. Đây, mầm gốc này. Đấy, quá đẹp chưa này. Đếm này. Một mầm này, hai mầm này, ba mầm này, bốn mầm này, năm mầm, sáu mầm này. Hello em trai Sinh Nguyễn nha. Xin chào 247 người đang xem. Mời anh em vào uống cà phê nha. Sinh Nguyễn hôm nào lên giao lưu bóng bàn với anh em Sinh Nguyễn nha.
Lợn không có phây của anh à? Con ăn rồi bố ăn đi. Em có Facebook của anh à? Thành đang đứng ở một quán cà phê rất là đông. View khá là đẹp, đối diện luôn này. Đấy. Đối diện vườn lan nha. Lát là cho mọi người quay cái sang cái shop hoa của mình nha. Đấy. Uống cà phê mà ngắm lan thì quá tuyệt vời luôn. Thái Thùy về đây uống cà phê nha. Chậu này cách đây cái thời kỳ đỉnh cao thì mọi người biết như thế nào rồi đúng không ạ? Quá đã. Chào Huy Nguyễn Trọng, chào Sinh Nguyễn nha. Chậu đang hoa. Đây chia sẻ cho anh em đi bạn ơi. Ok Dương Huỳnh. Xin chào Tươi Lý 6688688. May hả bạn? Quá đẹp luôn. Số quá đẹp luôn. Chào. Mọi người thấy rõ hình không mọi người ơi? Cả nhà thấy rõ hình không? Ui gió mát quá. Nó đang phê quá. Đây. Cái ngọn một cái thân này là 1 mét rồi. Gần 1 mét rồi nhưng mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Đấy cả nhà thấy không ạ? Quá phê luôn. Hai thân. Đây nụ này. Đấy. Chả khác gì đại cát. Cái bạch tuyết được cái là cái mắt của nó này. Mọi người thấy cái mắt của nó chưa? Nhìn nó ống đỏ như thế này này. Giống gì đó cụ Thành. Xin chào Đình Ban. Năm cây trắng bạch tuyết bác ơi. Hay còn gọi là đại tướng đại cát hay cái gì đó cũng được. Anh em muốn gọi giống gì cũng được. Đây chỉ như cần nhìn cái mũi này. Đó, cánh nó bay khiếp hồn luôn. Nó khác hoàn toàn. Lát là chút xíu Thành sẽ review cho mọi người về những cái cây lan thường nha. Xin chào tất cả các bạn. Chào Phù Văn. Chậu này thì có anh em đang trả 9 triệu rồi mà chưa bán. Chào Huỳnh Ngọc nha. Đây cả nhà các cụ ngắm cái mắt của nó nhá. Mắt của nó độc. Đấy. Nó môi mắt tuyết này, mắt tuyết này mọi người này. Ghê chưa? Ghê chưa? Này thì căng này. Nhiếp ảnh gia nào về đây lên hình thì quá phê luôn. Đấy, cái bông này là chưa có tác động gì hết này. Nhưng mà mọi người thấy là nó có đỏ máu ở trong này. Đấy, anh em thấy không ạ? Nó có đỏ máu ở trong. Đâu phải ai cũng có cái hoa này để mà ngắm đâu. Nụ này. Đấy, nụ này chơi Tết này, phê rồi. Cây cong cong hết. Đây mọi người thấy không? Mầm gốc này. Quá đỉnh luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 nụ luôn. Rồi mời mọi người cà phê nha. Uống cà phê xong mình về mình ngắm shop hoa nha. Đấy vẫn cho mọi người ngắm cái mắt của nó. Mắt mũi rất là phê. Anh em xem like chúng ta thả tim bình luận nha. Anh em xem like thả tim nha. Thả tim bình luận lên chúng ta giao lưu tương tác nha. Đấy nãy giờ anh em hỏi mua quá trời luôn. Hồi sáng vừa mới đưa cái video lên anh em hỏi mua quá trời luôn. Hello em trai Nguyễn Duy Tân nha. Đây. Ok mọi người đang xem live thả tim bình luận nha. Uống hết ly cà phê sẽ về cho anh em quay cho anh em coi xếp shop hoa.
Đấy, nắng lên rất là đẹp. Mọi người hãy tạm thời bỏ qua về cái giá của nó đi. Đấy, chúng ta đừng có để ý về cái giá của nó nữa. Bỏ qua về cái giá của nó. Đấy, giá bây giờ như thế nào kệ bà nó đi. Đấy, anh em... Đấy, anh làm được cả chùm luôn mà chậu nào nó cũng vậy luôn em ạ. Đây, cái chậu này, cái bên đây thì anh không làm. Một cái cây hoa mà đảm bảo tất cả những cái yếu tố là nụ này, hoa này, ngọn đang đi này, rồi mầm gốc đang phi này. Đấy, mầm gốc đang phi, tất cả mọi mầm gốc đang phi này. 5-6 mầm gốc đang phi này, ngọn đang phi này, thắt ngọn này. Làm... Đấy, nụ này, gần 20 cái nụ. Hoa thì rất là đẹp, rất là phê. Mọi người thấy phê thì ghi chữ phê lên nhá. Ok, cảm ơn em trai Nguyễn Duy Tân nhá. Chào Nguyễn Cảnh, chào Tôn Thất Hưng, chào Vũ Hạnh nhá. Hello Thôn Trần. Chào 300 người đang xem nhá. Đấy, câu chuyện của một thằng đam mê ngồi trước nắng này rồi quay hoa. Luận đấy. Thấy không? Ý là thấy đam mê nó như vậy không? Ý anh bảo là thấy đam mê ngồi dưới nắng không? Chào 500 anh em nha. Ok, về quay shop hoa cho mọi người nha. Đây là mang ra để trưng thôi nhé mọi người nhé. Chào Phạm Văn Khoa. Hello Phạm Văn Khoa. Chào Su Nguyễn nha. Phạm Văn Khoa, hello tất cả mọi người nha. Đây là chậu của vườn lan xanh này Tân ơi. Đây là chậu của vườn lan xanh nha. Mua 2 năm rồi bây giờ mới có hoa này mà đang hí thôi. Đây là một chậu bạch tuyết của vườn lan xanh. Đấy, mọi người thấy cái tem của vườn lan xanh này. Ngọn đang đua này, mầm gốc này, hoa này. Đấy, anh em và vườn lan xanh vào xóa bảo hành nhá. Trần Tấn Hiền và anh em vườn lan xanh vào xóa bảo hành nhá. Hôm nay mà tưởng nó ra hoa khác là lên gặp Trần Tấn Hiền ngay, vườn lan xanh Bình Phước. Nhưng mà hên nó lại ra hoa này. Đấy, cánh này thì nó hơi khuyết này. Đây, hôm nay mới nở thôi. Hôm nay mới nở thôi. Hôm nay mới nở, chưa có bung dữ lắm nhưng mà cũng rất là đẹp. Mắt miếc là ok. Nhưng mà mình thấy cái bông này là phê nhất này. Đây nha mọi người nha. Giới thiệu với mọi người, đây là một cái shop hoa nha. Mình vừa mới khai trương nha. Đây, hồ điệp nè. Đây nha, shop hoa ở dưới vườn lan luôn. Đây là cây gì đây? Kim ngân lượng nha mọi người nha. Kim ngân lượng. Đấy, kim ngân lượng mang lại tiền tài và ngân lượng cho anh em vào dịp Tết. Còn đây là dừa bonsai nhé mọi người nhá. Dừa bonsai, một cái loại dừa cảnh rất là đẹp. Đây, hàng về phun nhà luôn. Chuẩn bị hàng Tết, chuẩn bị cho hàng Tết. Đấy, mọi người thấy không? Đây là cái gì ta? Cây này là cây mẫu đơn. Đấy, mẫu đơn. Dừa bonsai.
Đấy, chuẩn bị là mai đào về đây là cháy Tết luôn. Đấy, đây là phi điệp. Đây. Đây là gì đây? Sương rồng. Đây là lan hồ điệp. Đấy, mọi người thấy loại này với loại bạch tuyết thì hoa nào đẹp hơn? Anh em thấy loại này với loại bạch tuyết thì loại nào đẹp hơn anh em? Đây này. Đấy. Đưa cho những người bình thường. Ví dụ như đưa cho những người bình thường, những anh em bình thường mà không biết gì về hoa lan đột biến thì họ sẽ chọn cây này. Đấy, họ sẽ chọn cây này. Chào Phạm Thành Ochit nha. Hello mọi người, chào Phạm Thành Ochit. Đây shop hoa này. Shop hoa của mình nè. Kế bên shop bánh cam này. Đây shop hoa. Kế bên shop bánh cam luôn. Đây là hồng mỹ nhân cũng có hoa này. Đấy, hồng mỹ nhân. Bạch tuyết nụ này. Anh em nào mà thích chơi hoa, chơi nụ, mua hàng mà chuẩn chỉnh thì cứ liên hệ với Lê Kim Thành nha. Tất cả ở đây đều là hàng thật hết. Đấy. Hàng đảm bảo chất lượng, hàng thật hết. Không có sai hoa, không có sai cây gì hết. Toàn bộ có hoa. Đấy, mỹ nhân này. Ra hoa 8 đời rồi. Úi giời ơi. Hello bạn Vườn Lan Nguyễn Bảo Nam nhá. Quá tuyệt vời luôn. Đây. Hồ điệp đây Nam ơi. Lên ủng hộ vài chục chậu nhá. Chừa bonsai. Mẫu đơn. Mẫu đơn ở ngoài bán 200, ở nhà mình bán là 70.000, 70.000 nhá, 70.000 mẫu đơn. Đấy. Dừa bonsai ở ngoài bán 500, nhà mình bán 299.000 nhá. Dừa bonsai này. Sơn màu vàng này, quá đẹp luôn này. Đấy. Anh em nào đi ngang Vườn Lan qua mình nhá. Thì ghé ủng hộ nhá. Dừa bonsai nhá cả nhà nhá, dừa bonsai. Ship toàn quốc nha mọi người nha. Ship toàn quốc nha. Dừa bonsai ship toàn quốc nha mọi người nha. Mẫu đơn thì không ship nha. Đây. Màu gì cũng có. Nhưng mà đây là nhiều người còn không biết cây dừa này luôn đó mọi người. Đấy. Màu này là sơn bóng này. Con này là màu vàng này. Bán rất là chạy này. Mấy hôm nay bán quá trời luôn. Đấy. Dừa này. Anh em cứ tưởng là trái gì ấy, nhưng mà nó là trái dừa nha các bạn nha. Đấy, hàng về rất là nhiều. Đây là kim ngân lượng. Kim ngân lượng. Đấy, có chưng mấy chậu lan va. Nhưng mà chưng đây là chưng để giới thiệu thôi, chứ thực tế ra là cũng không ai mua. Đấy. Mọi người biết là nếu mà mình trưng cái này, những người mà người ta không biết, người ta cũng không mua đâu. Đấy. Người ta khen cây này đẹp hơn này. Đấy, chỉ những anh em mà gọi là đam mê thôi, thực sự đam mê thì mới mua cái loại này thôi. Đấy. Tác phẩm rất là đẹp. Đây. Đây là mình làm một cái tác phẩm như thế này. 5 cây trắng HO nhé, Hiển Oanh nhé. Đấy, 5 cây trắng Hiển Oanh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 thân. Mình làm tổng cộng 7 thân nha mọi người nhé. 7 thân, mà ai đặt 10 thân cũng được. Ok, ok, Văn Kiên ơi. ghé ủng hộ này. Văn Kiên ghé shop ủng hộ này. Dừa bonsai này, kim ngân lượng này. Đột biến này. 5 cây trắng HO này. Bạch tuyết này. Đấy, VIP chưa? Rồi, cho anh em ngắm nha. Hôm nay căng bung quá trời luôn. Có nắng nó mới đẹp. Hồi nãy cho nắng rồi. Cây nào cũng có hoa hết.
Đấy. Cây này thì hồi nãy có anh em trả 9 triệu rồi mà chưa bán. Đấy. Nhưng mà bán chắc khoảng độ là 9 triệu 9 thôi. Nguyên một chùm hoa này. Hơi bị độc, kịch độc luôn. Năm cây trắng bạch tuyết mái đỉnh luôn. Nói chung là mình thấy cây này là nó ổn định từ đó giờ luôn. Không có... Nó nở ra thì mùa nào cũng vậy. Xin chào Đỗ Văn Cường. Cây bạch tuyết của em được cái hoa nào không anh? Đâu em? Em inbox giúp anh đi. Nhiều khi anh quên đấy. Đỗ Văn Cường inbox giúp anh xem là cái cây nào nhá. Đấy nụ này. Chậu này năm ngoái như thế này không là gần chục tỷ. Đấy anh em gần chục tỷ mới bán. Đấy năm nay trả có 9 triệu 9. Năm nay trả 9 triệu 9 thôi, bán 9 triệu cho anh em thôi chứ bán 9 triệu 9 làm gì cho mệt. Đấy mọi người thấy nhìn xa xa này. Đây là mình trưng chơi thôi nha. Chứ không phải trưng bán đâu, trưng cho mọi người nha. Ở đây mình đem ra như thế này, mình trưng ở ngoài đây. Mình trưng ở ngoài trước ngay shop hoa như thế này để cho mọi người ấy là nhìn vào để hình dung được là cái hoa đột biến là cái quái gì. Đấy. Hàng va là hàng quái gì để cho họ hình dung được. Đấy, họ nhận xét và họ phân tích, họ đánh giá xem là họ nhìn cái sự khác biệt của va nó với thường nó như thế nào. Đấy, nhiều anh em là mình chơi nhưng mà để cho người đời người ta không biết là cái loại va vấp là cái gì cả. Cho nên là mình khi mà mình có hoa như vậy mình mang ra ngoài đây mình trưng. Đấy mình mang ra ngoài trưng để cho mọi người người ta đánh giá là cái hoa hồ điệp và hoa lan va nó khác nhau ở điểm nào, tại sao nó lại mắc và tại sao là nhiều người thích như thế. Đúng không ạ? Anh em thả tim đi, anh em thả tim thả bình luận giúp mình nha. Anh em thả tim và bình luận giúp mình nha. Đấy và mình đem ra như thế này, mình trưng như thế này để mình giới thiệu như thế này, chủ yếu là làm nền để bán mấy cái này thôi. Chứ còn bán cái này thì dân thường thì người ta không dám mua. Như hồi nãy có ông khách vào hỏi cây này là cây gì, bảo bà già vừa mới nói cây lan đột biến phát là bảo đặt đột biến con không mua. Ôi giời ơi luôn. Đỗ Minh Cường. Đấy xem cái chậu của Đỗ Minh Cường là chậu nào. À Đỗ Minh Cường ơi, cái chậu của em này hoa nhiều lắm rồi. Chậu của em mà để lát nữa anh lên vườn anh quay nhé. Chậu này là hoa rồi. Ok, xin mời mọi người nhá, xin mời mọi người mình sẽ mang cái chậu này lên vườn nhá. Mình sẽ mang cái chậu này lên vườn để cái chậu này ở lại. Đây cả nhà nhá. Đây là câu lạc bộ bóng bàn nha mọi người nhá. Đây câu lạc bộ bóng bàn nha mọi người nhá. Ok ok nhá. Và ở đây mình có nhận dạy bóng bàn từ cơ bản tới nâng cao nhá mọi người nhá. Anh em nào có con cháu hoặc là ở Đồng Nai mà muốn học đấy thì ới mình nhá, sẵn sàng dạy cho anh em nhá. Đây mọi người nhá. Đây buổi sáng vừa mới làm 2 tour xong. Sáng vừa mới dạy hai ông anh luôn, một ông bên viện kiểm soát và một ông bên siêu thị. Đấy anh em thả tim này. Anh em thả tim bình luận cho Lê Kim Thành cái nha. Thả tim bình luận nha. Ok anh em. Đây.
cho anh em xem nhá. Một cái góc câu lạc bộ bóng bàn, nó cũng là một cái câu lạc bộ bóng bàn nhưng mà nó lạ lắm. Đây mọi người này. Đây chả biết là hoa gì luôn. Đấy. Bạch tuyết này cũng nở tại vườn này. Đấy, bạch tuyết nở tại vườn thì cái năm nào nó cũng phê, năm nào nó cũng phê. Đấy, anh em có thể chụp màn hình để lấy cái bài thơ bạch tuyết nha. Đây. Cái này là bằng khen, cái gì là giấy khen đây. Ủng hộ dịch các kiểu này. Bảo Duy này. Đây. Bảo Duy ý nghĩa tuyệt vời. Đấy. Này là bài thơ của chụp cho em cái ảnh nha. Bây giờ lên vườn xem luôn nhá. Giờ lên vườn xem luôn nhá Cường ơi. Đưa cái này lên vườn luôn. Xin chào mọi người nhá. Ui giời. Đây. Ok, lên vườn luôn. Vườn cực kỳ ngổn ngang luôn. Đấy, làm tác phẩm này. Ui giời. À đây, Cường ơi, có hoa Cường ơi, có hoa Cường ơi, có hoa Cường ơi, ok, phải cây này không Cường ơi, phải cây này không nhỉ, phải cây này không em ơi. Em xem có phải cây này không nhá. Đây Cường ơi. Em không rõ. Đúng rồi. Thử xem cái thế cây nhá, thử xem thế cây trong hình nhá. Quá trời hoa luôn. Để xem nào. Ta thấy đúng rồi. Đúng rồi, đúng chậu này rồi. Đúng rồi Cường ơi, đúng chậu này rồi. Chuẩn chỉnh luôn. Ok. Chuẩn không cần chỉnh luôn nhá. Chuẩn không cần chỉnh nhưng mà hôm nay nó mới nhú thôi. Ngày mai sẽ bung lụa. Ok. Đây. Chắc chắn là bạch tuyết 100%. Đấy. Anh em mà mua hàng nhà mình thì cấm lo. Đấy. Xin chào Vũ Hùng nha. Đấy, ngắm hoa như thế này nó mới đã này. Ok. Quá tuyệt vời. Đây cũng là một chậu tiếp theo nữa. Ngoài cái chậu này ra. Chậu này cũng là chậu siêu khủng luôn. Hoa đây. Mai nở. Mai sẽ căng. Tất cả là hoa luôn. Mình làm hoa đúng dịp Tết luôn. Chơi hoa Tết luôn. Đấy. Năm cánh. Hoa đây. Mai nở đẹp luôn. Xin chào bác Công Tuấn nha. Đây mọi người thấy không ạ? Hoa kỳ mầm gốc. Ngọn đang phi luôn. Chưa dừng luôn. Tầm này ngày xưa còn là lười ra hoa chứ bây giờ cho ra hoa thoải mái.
Đây Bảo Duy đây. Bảo Duy đây mọi người nhé. Hello Nguyễn Nhường Subel. Chào tất cả mọi người, chào Vũ Quảng nha. Đây cây Bảo Duy là nó đang lên mầm gốc. Đang lên mầm gốc. Hai mầm gốc, ba mầm gốc. Nó đang lên khá nhiều mầm gốc đây. Đây cũng là bạch tuyết. Cây này thì đang lên mầm gốc, chưa ra hoa. Đây bạch tuyết thì quá trời hoa. Bạch tuyết này của Cường. Đây, bạch tuyết cũng đang ra hoa luôn. Đấy, bạch tuyết đây, hoa luôn. Tất cả đều phải hoa hết. Đấy, bạch tuyết cũng hoa luôn. Chơi bạch tuyết là phải có hoa. Đấy. Đây, phú quý, hoa luôn. Làm hoa phải đúng dịp. Cây này chắc phải 2 mét. Đây, Phú Thọ đây. Phú Thọ đây. Hoa luôn. Đây, bạch tuyết đây. Bạch tuyết chắc mai nở. Đây, giới thiệu với mọi người tại sao là một cái đẳng cấp của bạch tuyết này. Đây nha mọi người nha, thấy này. Một cái cây này nó gãy được 2 tuần rồi, cứ gãy được 1 tháng rồi. Mình treo như thế này này. Nhưng mà để vẫn tưới, vẫn nuôi như thế này, vẫn ra này. Đấy mọi người thấy không ạ? Vẫn ra rễ này. Mặc dù là gãy rồi nha mọi người nha. Đây một cái thân này, một cái thân mẹ của nó gãy luôn rồi. Đây hai thân đều gãy hết rồi và một thân vẫn nuôi hoa này. Một thân vẫn nuôi hoa. Mặc dù là mẹ đã gãy rồi, mẹ đã sập nguồn rồi, nhưng mà một thân đã ra hoa. Còn một thân vẫn nuôi kỳ con ra rễ. Phải nói là sức sống tiềm tàng của loài hoa lan này quá tuyệt vời luôn. Đấy mọi người cũng phải liên tưởng để làm sao đó cố gắng cho bản thân mình, làm sao đó cố gắng vượt qua mọi nghịch cảnh, mọi thử thách, mọi chông gai, mọi đau khổ để làm sao đó sinh sôi nảy nở. Hello Diệp Minh Tuyền, xin chào em trai Diệp Minh Tuyền. Chúc em trai Diệp Minh Tuyền và tất cả mọi người một mùa xuân vui vẻ nhá. Đây là đây. Còn đây là gì nhỉ? Hồng Yên Thủy nha mọi người nhá. Đây là Hồng Yên Thủy. Hồng Yên Thủy này. Anh em nào muốn sưu tầm chậu Hồng Yên Thủy thì liên hệ với Thành nhá. Chậu này 3 mét, khoảng 3 mét, chậu Hồng Yên Thủy này 2 triệu. Anh em nào muốn sưu tầm thì liên hệ mình nhá. Chậu Hồng Yên Thủy 3 triệu, à 2 triệu. 3 triệu giờ bán 2 triệu thôi, 3 mét đang có hoa về ngắm Tết, chắc chắn là vào Tết luôn. Đấy, bạch tuyết cũng là Tết luôn. Chậu này Tết chắc luôn. Phú Thọ là Tết chắc luôn. Wow. Đây Phú Thọ hoa Tết đây mọi người ơi. Đây Phú Thọ hoa Tết nha. Tất cả đều như này này. Đấy, em bây giờ là em đếch thèm trồng luôn. Đấy mọi người thấy không ạ? Em bây giờ không có thời gian để trồng luôn. Ai nói gì em chịu chứ bây giờ em không có thời gian để trồng. Để như thế này để tưới thôi. Đấy, ươm kỳ này, ươm con này. Ươm bao nhiêu tháng trời bây giờ em để đây luôn. Rồi. Đây là một cái chậu Phú Thọ khá là đẹp. Một chậu Phú Thọ rất là đẹp. Chậu Phú Thọ này thì đúng dịp Tết luôn. Đấy, chậu Phú Thọ này đúng dịp Tết luôn. Đấy. 1 2 3 4 5 mầm gốc, ngọn đang phi luôn. Chậu này anh em nào giao lưu thì gửi mình giá 700k nhá.
Ok, anh em nào giao lưu thì gửi mình giá 700k về ngắm hoa Tết nha. Mầm gốc, chậu nái, ngọn đang phi luôn. Rồi cái chậu bạch tuyết này, à quên, cái chậu Phú Thọ này là 700k. Anh em nào giao lưu thì ới mình nha. Mình bán là không trả giá. Vì giá nào bây giờ nó cũng rẻ. Đây, chậu Phú Thọ đây. Đây, chậu Phú Thọ đẳng cấp đây. Chậu Phú Thọ đẳng cấp người xem đây. Đấy. Chậu này thì bán rồi. Chậu này anh em bên anh đặt luôn. Chậu này là anh em bên anh đặt luôn. Phun hoa luôn mọi người nhá. Đấy, phun hoa. Nở đúng dịp Tết luôn. Quá đã luôn. Đấy mọi người thấy không ạ? Mầm gốc các kiểu là đúng dịp Tết luôn. Phú Quý này cũng đang hoa này. Đấy. Tầm này ra hoa là nó sướng lắm mọi người. Ra hoa là vô cùng sướng luôn. Đây bạch tuyết đây. Đấy bạch tuyết. Ok. Cả nhà lưu ý giùm em nhé, là bắt đầu từ ngày hôm nay mình sẽ thường xuyên lên live. À, mình sẽ lên live và duy trì kênh bán hàng trên cái live stream này. Và một số sản phẩm sắp tới mình sẽ triển khai và mình sẽ giới thiệu tới tất cả mọi người những cái sản phẩm mà mình bán. Đó, trong có một cái quá trình là mình tìm tòi và săn lùng hàng hóa rồi. Đấy, sắp tới là mọi người cứ để ý cái Facebook kênh của mình để có gì Thành lên chia sẻ mọi người nhá. Chào tất cả mọi người. Còn Lan Va hay là Lan, cửa hàng Lan cũng là một cái mảng nhá, một cái mảng trong cái hệ thống kinh doanh của mình. Cho nên là anh em cứ thấy Lê Kim Thành thì ủng hộ nhá. Xin chào Mr. Triệu Việt, bạch tuyết của em nhiều hoa anh nhỉ? Biết thế em đưa về. Biết thế em đưa về. Đây đây. Bạch tuyết này, nếu em thích thì qua vườn lấy em ơi. Nếu em thích qua vườn lấy về ngắm hoa. Đấy, hoa kỳ này, mầm gốc này, quá đủ luôn. Xin chào tất cả mọi người nhá. Đấy, bạch tuyết của Cường này. Ngày mai là căng thôi, ngày mai là căng. Ngày mai là căng. Đây mọi người nhá. Đây là một chậu Phú Thọ chơi hoa Tết đẳng cấp luôn. Em Thanh Hóa. Nhà anh cũng Thanh Hóa nhưng mà bây giờ anh ở Đồng Nai rồi. Ok Cường nha. Không biết là gửi về nó có bị gì không á. Anh sợ là gửi về nó đụng chạm là nó bị cái gì, là nhiều khi gãy hết hoa thì cũng mệt. Nhưng mà cũng có khi là gửi được ấy, em ạ. Cũng có khi là gửi được. Đấy, như nụ như này gửi về ngắm hoa cũng được. Có gì nếu mà thích thì anh gửi về cho ngắm hoa nhá. Đây là một chậu tác phẩm hỗn hợp bao gồm giữa HO và Phú Thọ. Đấy. Một chậu như thế này thì bây giờ giá cũng khoảng độ 5 triệu thôi. Đấy, anh em inbox thì giá rẻ hơn. Anh em inbox thì giá rẻ hơn. Anh em mà có muốn sưu tầm cái gì á thì cứ inbox với mình nha. Loại gì cũng có, thể loại gì cũng có hết. Chào Nhung Đỏ nha, chào tất cả mọi người. Đấy. Tết là cứ không phải Tết nhưng mà cứ ngắm hoa cho nó đã anh em nha. Đây. Em chào chị Nhung. Xin chào Cảnh Lê. Anh xem gửi được thì đóng cẩn thận gửi cho em. Thôi bay vào đây lấy đi em ơi. Em bay vào đây em lấy giúp anh. Em bay vào đây em lấy. Em mua cho nó một cái ghế cho nó tuyệt vời.
Đây ok, cho mọi người ngắm lại này. Ờ, cây bảo duy mà rễ nó yếu này, lá nó vàng rồi nè. Đấy, cái cây bảo duy này lá nó đang đổ vàng hết rồi mọi người nè. Lá nó đổ vàng như thế này đấy. Đấy là do cái hiện tượng là cái bộ rễ nó hơi yếu. Đấy, bộ rễ nó hơi yếu, và khi mà cái mầm gốc này và tất cả những cái con này nó lên ấy, thì nó sẽ phục hồi rất là nhanh. Và cái này bây giờ nói chung là cái này thì bây giờ mình trông chờ vào cái bộ rễ của nó thôi. Cái bộ gốc của nó này. Đấy, mọi người thấy là cái mầm gốc của nó là đang phi rất là ok. Đây là cây bảo duy 80 sen. Hiện tại bây giờ đang ế. Anh em nào có muốn cho mình hết ế thì liên hệ giúp mình nha. Đấy, bộ gốc hôm nay quá đẹp rồi. Đây là một cái chậu bạch tuyết vô cùng đẹp. Và đang hoa luôn. Hoa thì hồi nãy quay cho mọi người thấy rồi. Quá đẹp luôn. Chào tất cả mọi người nha. Đây, góc này nó mới phê này. Góc này nó mới phê. Đấy, bạch tuyết mọi người, căng đét luôn. Đấy, cho nó xuống thấp tí, quay cho nó sướng. Đây. Ok mọi người, tiếp tục cho mọi người ngắm hoa bạch tuyết nó phê như thế nào này. Đấy, nó nắng nắng như thế nào. Tết đến đâu rồi chị Nhung ơi? Chị Nhung có dẫn anh Hoàn đi sắm Tết không? Chị Nhung có dẫn anh trai em đi sắm Tết không nào? Tết lịch sử cho em ít Việt Công Banh để em tiêu Tết nha chị Nhung ơi, chị Nhung ơi. Thằng em không có tiền tiêu Tết chị Nhung ơi. Ơi chị Nhung ơi, thằng em không có tiền tiêu Tết chị Nhung ơi. Hoa to và đẹp quá anh ơi. Ok Văn B nha, xin chào Trần Thanh Luân. Chào 255 người đang xem. Đấy, mọi người thấy hoa đẹp, hoa to, hoa bự. Thì chúng ta thả tim bình luận nha. Hoa này mình không tác động gì hết. Chị đang đi chăm cháu. Ô, chị Nhung đang đi chăm cháu ạ. Sài Gòn hay là Hà Nội chị ơi? Chào Thúy Nguyễn nha. Đây mọi người ngắm kỹ cái mắt của nó nhá. Anh em ngắm kỹ cái mắt của nó thấy nó giống như là máu không? Nó giống như là giọt máu đào này. Đấy. Em bây giờ nói chung là mê đủ thứ luôn. Đấy. Hà Nội. Dạ ok chị gái. Tết chị gái có đi làm từ thiện. Tết chị gái có đi làm từ thiện hay là thiện nguyện ủng hộ người nghèo nhớ nhớ tới em nha. Chị Nhung đó nha. Tết đi làm thiện nguyện hay là đi ủng hộ người nghèo thì nhớ đến thằng em nha. Em bây giờ nó đang nghèo lắm. Đấy. Quá căng luôn mọi người. Quá VIP luôn. Đấy. Chơi Tết là nó phải thế. Ok, Tết về quê ăn Tết đi em. Dạ, Tết nay em không về chị Nhung ơi. Tết nay em không có tiền về quê. Tết nay em không có tiền về quê luôn. Đấy, một chiếc thuyền nan này. Một chiếc thuyền nan vội vã trở về này. Đấy, từ đó giờ luôn. Đấy mọi người. Từ đó luôn. Chậu này làm cả năm rồi. Chào mọi người nha. Đấy. Đây là gì nhỉ? Đây là chậu Lâm Sung nhé mọi người nhé. Rồi, đây cũng là một tác phẩm luôn. Đây cũng là một tác phẩm luôn. Nụ rất là nhiều rồi. Nụ rất là nhiều rồi.
Đấy, HO này. Đây, cho sang đây nó mập hơn này. Thảo Nguyên 2 này. Nó được gọi là Bảo Duy 2 này. Còn cái này là Phú Quý. À, đây lại có một chậu nữa. Đây lại có một chậu nữa mọi người. Úi giời ơi. Quá trời nhiều luôn. Đấy. Đây là chậu. Cũng có một chậu nữa nha mọi người nha. Đấy. Quá đẹp luôn, quá đẳng cấp. Đấy, em cứ làm hoa như thế này là khách thích này. Cứ làm hoa như thế này là khách ưng này. Đấy, một cái chậu này để lạc trong vườn luôn mà nó ra hoa. Chị ship bánh chưng cho em nhé. Dạ ok chị gái. Chị ship bánh chưng cho em là em có cái Tết rồi đấy. Em cảm ơn chị gái nhiều nha. Cảm ơn chị dâu nhiều. Tí quay em cái video nhanh, gửi cây ra cho em cũng được. Ok, anh em ai order hàng để hôm nay mình đi hàng luôn nhá. Hôm nay mình đi hàng cho anh em luôn. Anh em nào có thích đi hàng gì thì nhanh order để mình đi hàng cho anh em luôn. Anh em đi hàng Tết này về chơi Tết thoải mái con gà mái. Một cái chậu tác phẩm như thế này bây giờ nó rơi vào tầm khoảng độ 3 triệu mọi người nha. Một cái chậu tác phẩm như thế này bây giờ rơi vào tầm khoảng 3 triệu thôi. 3 triệu là 10 thân. Đấy. Chậu tác phẩm như thế này là về ngắm cây, ngắm hoa. Đấy. Chậu tác phẩm như thế này là 3 triệu. Đây là Phú Thọ cũng phun hoa luôn. Chậu này mà đi biếu thì vô cùng tuyệt vời. Đấy. Chậu này ngắm hoa vô cùng tuyệt vời luôn. Đấy. Anh em năm sau nhá, sưu tầm mấy cái loại này bắt đầu kích hoa lên bán. Bán rất là dễ luôn mọi người nhá. Năm sau mọi người là cứ chơi cái hàng này và ngắm hoa, kích hoa lên bán, đảm bảo luôn bán vô cùng dễ luôn. Đấy. Nếu mà không có hoa cây này bán được từ khoảng độ tầm 200, nhưng mà có hoa mọi người bán được. Anh em nhá. Cây 5 cây trắng, 5 cây trắng Phú Thọ. Chào Fanda nhá, chào Lê Lai, chào Gia Hưng. Chào tất cả mọi người đang xem live nhá. Ê, quay cho khách này. Chậu này là chậu của anh em mua rồi nhá mọi người nhá. Anh em mua lâu rồi, gửi vườn chăm. Đang gửi cho anh em. Triệu Sơn. Hello Fanda nha. Ok mọi người. Đấy, 500 anh em mà có nhu cầu muốn sưu tầm bất cứ một cái loại nào, đặc biệt là bạch tuyết, phun hoa các thứ thì cứ inbox. Đấy, đầy đủ các mặt hàng để giao cho anh em. Và số lượng có hạn, số lượng có hạn. Số lượng rất là có hạn. Đấy, không phải là nhiều. Cho nên anh em ai mà muốn nhu cầu sưu tầm thì inbox nhanh. Bạch tuyết,
Phú Thọ các kiểu, inbox nhanh để được siêu tầm hàng về để chơi Tết. Đây. Ok mọi người, những cái chậu này đang nụ cho anh em chơi Tết này. Chậu này đang nụ cho anh em chơi Tết này. Chậu bạch tuyết đang nụ cho anh em chơi Tết. Đấy, cỡ như khoảng độ 3-4 hôm nữa là, khoảng độ 1 tuần nữa là bung đẹp luôn. Anh em nào có nhu cầu sưu tầm bạch tuyết đang nụ chơi Tết thì inbox nha. Chậu này thì bây giờ bao nhiêu ta? Chậu này anh em giao lưu thì mình để cho anh em với giá tầm khoảng độ 2 triệu 8. Chậu này 2 triệu 8 nha mọi người nha. Chậu này 2 triệu 8 nha. 4 mầm gốc và 1 đống hoa 2 triệu 8. Anh em nào thích thì inbox nha. Đây, đang chờ Bảo Duy ra từng ngày để cho cái lá nó tươi xanh. Lá nó hơi vàng, hơi héo. Đấy. Thôi kệ mẹ nó, bây giờ nó ế thì kệ bà nó đi. Kệ bà nó đi, ế thì mình lên mình ngắm chơi cho vui. Đấy, và đồng thời mình kiếm cái ngạch khác. Đấy. Cho anh em ngắm lại bạch tuyết nha. Cho anh em ngắm lại bạch tuyết nha. Và mọi người ngắm và để chuẩn bị mình xuống live nha. Anh em ngắm bạch tuyết nha. Quá đã không mọi người? Rồi tưới cho nó một cái. Tưới cho nó một cái cho nó mát. Mưa chiều miền Nam. Mưa quá. Bên đây thì lại không có mưa nha mọi người. Đấy. Giờ tháo hết phòng lạnh nha. Phòng lạnh bây giờ là mình tháo hết rồi. Không để phòng lạnh nữa nha mọi người nha. Đấy, phòng lạnh, phòng ươm bây giờ tháo hết rồi. Sen đá các kiểu. Bên đây đang để hoa này. Mẹ ơi, thích bay tá lạ. Bay gió tứa lưới. Đấy, tưới một phát nó bay hết luôn. Để xem tưới xong nè. Tưới xong nó còn bay không? Úi dồi ôi, đã thế. Tưới xong này nhìn, mọi người nhìn cây tưới xong này. Hoa tưới xong này nhìn đã thế. Ok mọi người nha, xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi video nha.